Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến chúc mừng năm mới và dự lễ ra quân động thổ đầu năm cùng chủ đầu tư, liên doanh tư vấn, giám sát thi công và cán bộ kỹ thuật công nhân tại dự án công trình tuyến ống thu gom nước thải đường 2 tháng 9, đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long thuộc địa phận quận Hải Châu. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023, tổng mức đầu tư 168,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Phát biểu tại lễ ra quân đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố với mục tiêu nâng cao năng lực thu gom nước thải khu vực trung tâm thành phố. Cụ thể, dự án sẽ thu gom và chuyển tải nước thải lưu vực Hòa Cường về trạm xử lý nước thải Hòa Xuân nhằm bảo vệ môi trường nước sông Hàn và tạo cảnh quan đô thị. Sau khi hoàn thành công trình, không chỉ kết nối kỹ thuật xử lý nước thải cho khu vực trung tâm thành phố mà còn hình thành khu công viên ven sông Hàn. Tại công trình này, đây là một công trình trọng điểm, đề nghị là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị có liên quan, ba liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tích cực phối hợp và tăng cường trách nhiệm, nhất là Ban Quản lý phải bám sát công trình này, quản lý chặt chẽ, xây dựng tiến độ thi công một cách cụ thể, và các đơn vị thi công giám sát và nêu cao tinh thần trách nhiệm và đặt toàn bộ cái tâm, cái trí, cái lực của mình vào công trình này để chúng ta có thể hoàn thành công trình này đúng tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, công trình thi công với 3 hạng mục chính gồm tuyến ống áp lực dài 5.400 m, 2 giếng tách nước và 2 trạm bơm nước thải, cùng các hạ tầng điện trung, hạ thế, trạm biến áp phục vụ cho vận hành dự án. Thời gian thi công hơn 660 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Thành phố cũng đã có chủ trương tiếp tục cải tạo vỉa hè đường Thăng Long, đoạn thuộc địa phận quận Cẩm Lệ, khớp nối với dự án công trình tuyến ống thu gom nước thải đường 2 tháng 9, đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long, thuộc địa bàn quận Hải Châu, tạo không gian và mỹ quan đồng bộ cho toàn tuyến Thăng Long.